báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Trích đoạn tiếp theo, phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Kính thưa quý vị và các bạn, hai mối quan hệ luân lý phía sau là quân thần hữu nghĩa và bằng hữu hữu tính. Quân thần hữu nghĩa là làm vua phải nhân từ, làm thần phải trung thành. Quân là chỉ cho người lãnh đạo, thần là chỉ cho người bị lãnh đạo. Ví dụ như, trong công ty tôi thì tôi là chủ, là quân, những nhân viên là thần. Làm thế nào yêu thương nhân viên giống như yêu thương con cái của chính mình? Bạn biết dạy tốt con cái của chính mình thì bạn mới có năng lực dạy tốt nhân viên của mình. Nếu như không biết cách dạy con thì cũng sẽ không biết cách dạy nhân viên của mình. Trong quá trình 6 năm tôi học tập kinh điển văn hóa truyền thống, đã không ngừng sửa lỗi, không ngừng nâng cao, đã từng đi qua những con đường vòng vèo. Trước đây, tôi đối với nhân viên không hề quan tâm, cho rằng tôi là người thành lập công ty, họ làm việc của họ, tôi làm việc của tôi. Sau đó, tôi lại hiểu sai lầm, một mực đối tốt với họ. Về mặt ăn, uống, tiền lương đãi ngộ, tôi đều cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ. Thế nhưng, họ vẫn không vừa lòng. Sau đó, tôi mới phát hiện vấn đề thực sự là ở tôi. Chính là ở chữ nhân. Nó có hàm nghĩa rất sâu. Không phải là sự lý giải của phàm phu chúng ta là cho họ những đãi ngộ về mặt vật chất bên ngoài, mà chính là sự dẫn dắt về mặt tinh thần. Sự dẫn dắt về mặt tinh thần tuyệt đối không phải là dùng ý của chính mình mà cưỡng ép họ làm. Bạn cảm thấy văn hóa truyền thống tốt thì họ phải học, không phải là như vậy, mà phải đứng ở góc độ của họ mà suy xét đến kinh nghiệm, năng lực, trình độ và cách nghĩ hiện thời của họ. Sau đó dựa vào tình hình và thời điểm thích hợp mà dẫn dắt họ mới đúng. Nếu không thì sẽ gây nên sự đối lập rất lớn. Giữa người và người, một khi có sự đối lập thì chữ nhân đó của bạn không phải là nhân từ thật sự, mà là nhân từ cá nhân. Cái mà bạn cho là nhân từ không phải là sự nhân từ mà mọi người đều công nhận. Cấp dưới của bạn sẽ cảm thấy bạn rất bảo thủ cố chấp, cho mình là đúng. Bạn cảm thấy văn hóa truyền thống tốt, bạn muốn giới thiệu cho họ. Nhưng bạn là cấp trên, bản thân bạn không phải lo cái ăn, cái mặc. Còn họ hiện nay phải lo kế sinh nhai. Họ còn phải vay tiền mua nhà, điều kiện kinh tế vẫn chưa tốt, trong khi áp lực của xã hội hiện nay lại rất lớn. Cho nên, trong quá trình học tập, tôi quả thật là đã đi sai đường vài lần. Hiện nay có thể từ từ điều chỉnh trở lại. Sự điều chỉnh này dựa vào những sự việc đã trải nghiệm trong đời sống thực tế, đem những đạo lý của tổ tiên mổ xẻ ra từng lớp, không ngừng thâm nhập, quan sát một cách thấu triệt. Sau đó nghiền ngẫm sự việc nhiều lần, không ngừng buông xuống ngã chấp, buông xuống tự tư, tự lợi, thì sẽ có thể đến gần với đạo. Cảm giác đến gần với đạo là phiền não của bạn sẽ giảm đi rất nhiều, càng ngày càng ít, không ngừng đột phá bản thân. Sau đó hiểu rõ ý mà tổ tiên dạy bảo rốt cuộc là gì, không phải là cái ý mà chúng ta tưởng tượng ra. Bằng hữu hữu tính cũng chính là sự thành tính mà xã hội thường nói đến. Thành tính là thứ mà xã hội hiện nay rất thiếu sót. Phải làm sao đây? Trước tiên phải tự mình làm trước. Tự mình làm trước thì điều quan trọng là nhất định không được yêu cầu người khác. Ví dụ nói, bạn cho người khác mượn tiền, người đó không trả, bạn bị gạt một lần thì sẽ khôn ra, lần sau sẽ biết làm như thế nào cho tốt, không được trách móc, mắng chửi vô ích.
Tôi cũng đã từng gặp phải sự việc như vậy. Tự mình đã khôn ra. Lần sau khi gặp phải chuyện như thế này, sẽ biết nên làm thế nào để tốt cho người và cho mình. Chỉ yêu cầu chính mình như vậy mới tốt. Đây là nguyên tắc rất quan trọng trong văn hóa truyền thống. Khi làm hết thảy mọi việc, chỉ yêu cầu mỗi bản thân mình. Kể cả trong quá trình tôi giảng nữ đức, có một lần tôi giảng cho mọi người về chữ kiệm trong Từ Cần Kiệm. Sau khi chúng ta học tập rồi, xin đừng về nhà nói với chồng rằng nữ đức dạy cần phải siêng năng, mà anh mỗi ngày đều ngủ đến 10 giờ, như vậy là không được. Anh phải cùng làm việc với em, phải tiết kiệm. Cái áo này anh mua đắt quá, mua đến những 200 tệ, phải mua cỡ 50 tệ thôi. Cần kiệm là đối với bản thân chúng ta, còn đối với người khác, phải lấy rộng lượng làm chính. Đối với người khác mà bạn cũng yêu cầu tiết kiệm kiểu thế này, nếu người khác không hiểu, sẽ cho bạn hơi thái quá một tí thì sẽ trở nên hà khắc. Người khác sẽ rất oán ghét văn hóa truyền thống, nói rằng ngày tháng của họ trước đây rất tốt, từ sau khi bạn học văn hóa truyền thống thì cuộc sống của họ trở nên rất đau khổ. Thế nên mọi thứ đều cần phải phản cầu chư kỷ, nghĩa là xét lại chính mình. Sau đó bản thân cần tích lũy đức hạnh để cảm hóa người khác. Nếu như không thể cảm hóa cũng không thành vấn đề. Chúng ta phải nhớ câu nói này, cũng là câu nói mà tôi hay động viên và an ủi bản thân. Lúc nghèo khó thì lo hoàn thiện chính mình, khi thành đạt rồi thì giúp cho thiên hạ. Chúng ta là phụ nữ, mặc dù không thể giúp cho cả thiên hạ, nhưng cũng phải giúp được cho gia đình mình. Tôi chính là người nghèo đây, nghèo đạo đức, nghèo học vấn, nói chuyện không rõ ràng, người khác không tiếp nhận, tích lũy đức hạnh mỏng nên người khác xem không hiểu. Chúng ta trước tiên cần phải giữ cho tất cả hành vi, lời nói và tâm niệm của mình được tốt lành, sau đó không được yêu cầu người khác. Khi đức hạnh của chúng ta dần dần sâu dày rồi thì sẽ có được lòng người, được lòng của người thân bạn bè, được cả thiên hạ. Việc này chúng ta cần phải hiểu rõ. Thế nên gia phòng đoàn chính thì thiên hạ sẽ an định. Trong xã hội, nếu như phụ nữ hiểu rõ bổn phận của chính mình, nói một cách đơn giản đó là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Đôn có nghĩa là thực hành, luân chính là vai trò của chúng ta trong các mối quan hệ. Ví dụ như trong mối quan hệ vợ chồng thì chúng ta là vợ, trong mối quan hệ mẹ con thì chúng ta là mẹ, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì chúng ta là con dâu. Chúng ta cần thực hiện bổn phận của mình, làm tròn bổn phận của chính mình, không được yêu cầu người khác. Nhàn nghĩa là ngăn ngừa, tà là tất cả những cách nghĩ và ý niệm bất chính, bao gồm những thứ nhìn thấy, nghe thấy đều phải cự tuyệt, đem chúng để ra ngoài, giữ vững một niệm thành tâm của chính mình. Việc này trong xã hội hiện nay không hề dễ dàng. Vì sao vậy? Vì trong xã hội hiện nay, hoàn cảnh bên ngoài, những thứ khiến chúng ta tìm về với giáo huấn của văn hóa truyền thống rất ít, những thứ dụ hoặc lại rất nhiều. Chúng ta thử mở một cuốn tạp chí, hoặc là lên mạng, xem phim truyền hình. Cho dù trước đó bạn đã nghe 3 giờ đồng hồ lời dạy của Thánh Hiền, nhưng chỉ cần xem những thứ này trong 3 phút thì những thứ bạn nghe sẽ bị xóa sạch, bạn sẽ bị cuốn theo dòng nước. Sức dụ hoặc này rất lớn. Thế nên, để cho chính mình chân thật, có thể giữ được định tâm lâu dài, kiên trì không mỏi đối với giáo dục đức hạnh, cần phải có nghị lực và chí hướng kiên định, phải có tâm hướng thượng, biết cái mình làm là gì, vì sao phải làm. Nếu nghĩ đến con cái của chúng ta, thường nghĩ đến lời dạy của tổ tiên, thì mỗi ngày đều nghe, bạn sẽ không thể quên. Có một vị thầy đã từng nói rằng, chúng ta học tập kinh điển
không kỳ vọng có thể xuất hiện những người như Mạnh Tử, mà chỉ cầu mong có thể bồi dưỡng ra vài vị như Mạnh Mẫu. Bởi vì những người làm mẹ, nếu như có thể lấy Mạnh Mẫu làm tấm gương, thì có thể lấy việc bồi dưỡng con cái của mình trở thành thánh hiền làm chí hướng. Tôi tin rằng không cần thật nhiều, có một người thì có thể ảnh hưởng đến 10 người. Có 10 người thì có thể ảnh hưởng đến 100 người. Từ một làng cho đến một thành phố, từ một thành phố cho đến một tỉnh, rất nhanh phong hóa này sẽ lan khắp thiên hạ. Then chốt là có người kiên định làm hay không mà thôi. Bàn về đôn luân tận phận, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. Tôi năm nay 38 tuổi. Năm 1993, tôi tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc. Sau đó, tôi đã học nghiên cứu sinh chuyên ngành pháp luật thương mại quốc tế Đại học Hàng hải ở Đại Liên. Trước khi học văn hóa truyền thống, tôi là một người phụ nữ công chức khá hiện đại, theo đuổi một sự nghiệp khá tốt. Tôi làm chuyên gia phân tích cho một công ty chứng khoán. Sau đó, tôi làm việc tại công ty của chồng tôi. 5 năm trước, tôi thành lập một công ty kinh doanh tiền tệ và đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Công ty của chúng tôi là công ty con duy nhất ở Đại Liên, trực thuộc Tổng Công ty Kinh doanh Tiền tệ Trung Quốc. Thành tích kinh doanh rất tốt, xếp hàng đầu cả nước. Nếu như 10 năm trước, tôi tiếp xúc với văn hóa truyền thống, thì có lẽ so với bây giờ đã khác xa. Trước đây, đối với văn hóa phương Tây, tôi khá tán đồng, không hề có sự thâm nhập thật sự vào kinh điển của văn hóa truyền thống để học tập và nâng cao chính mình. Sau khi tôi học tập nữ đức, tôi đã có duyên gặp một vị giáo sư người Mỹ của Học viện Quân sự West Point, làm một trưởng bối người Mỹ 69 tuổi. Ông dạy học tại Học viện Quân sự West Point gần 40 năm, là một người phương Tây chính gốc. Tiếp xúc gần gũi với ông, tôi phát hiện rằng ông rất tôn trọng Khổng Tử. Việc đầu tiên ông đến Bắc Kinh là thăm miếu Khổng Tử. Tôi đã tặng cho ông một tượng Khổng Tử bằng thủy tinh. Ông rất thích và nói với người phiên dịch rằng đây là món quà ý nghĩa nhất mà đời này ông được nhận. Sau đó tôi hỏi ông có cái nhìn như thế nào về nữ đức. Người phương Tây đối với nữ đức có thái độ ra sao? Người phương Tây phải chăng rất xem trọng nữ quyền? Ông nghe xong rất vui mừng. Ông nói với tôi rằng ông nhận thấy nữ đức vô cùng quan trọng, cần phải được đề xướng mạnh mẽ. Ông nói với tôi rằng vợ chồng ông đã cùng nhau đồng cam cộng khổ hơn 40 năm, sinh được 2 người con, sau đó còn nhận nuôi 3 người con gái ở Việt Nam. Cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Ông nói rằng vợ ông, nếu theo truyền thống mà nói, là một hiền thê từ mẫu điển hình, tức là chỉ ở nhà phụ trách nhiệm vụ dạy dỗ con cái, làm việc nhà, nấu ăn. Hiện nay các con đều trưởng thành, vợ ông mỗi tuần đến bệnh viện làm nghĩa công, đến giúp chăm sóc các bé sơ sinh. Ông đã từng trao đổi với vợ mình về vị trí của người phụ nữ trong gia đình. Sau đó, ông đã trích một câu nói trong ngôn ngữ kinh thánh Hebrew: một người phụ nữ giống như một ngọn đèn ấm áp, dịu dàng, vĩnh viễn có thể chiếu sáng những người đàn ông từ ngoài trở về. Người phụ nữ tốt ở nhà nấu cơm ngon, may vá quần áo, lo toan chăm sóc tốt mọi thứ trong gia đình. Đây chính là hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ tốt giống như ngọn hải đăng trên biển lớn, vĩnh viễn có thể soi đường cho những chiếc thuyền nhỏ trong gia đình đi về nơi xa, tránh được phong ba, bão táp. Sau đó, ông đã động viên tôi. Ông nói rằng việc này, nghĩa là nữ đức, nếu như được đề xướng tốt, thì toàn thế giới sẽ nhận được lợi ích. Đây là lời nói của một người lớn tuổi phương Tây. Tôi học văn hóa truyền thống, cũng quen biết với Tổng Giám đốc Lý Mộ của tập đoàn Phoenix ở Nam Kinh. Mỗi lần gặp mặt, ông đều nói chuyện với tôi.
thế nên ấn tượng rất sâu sắc. Ông mong rằng khi tôi giảng bài có thể nhắc đến câu chuyện của ông. Ông nói năm xưa khi được đào tạo tại tập đoàn Phoenix ở Đức, chỉ có một mình ông là giám đốc người Trung Quốc. Có một hôm thảo luận về đề tài phụ nữ có nên ở nhà hay không, nhóm của ông và tất cả nhóm khác đều có câu trả lời nhất trí rằng nên ở nhà. Chỉ có mỗi mình ông cho rằng không cần ở nhà. Sau đó thầy giáo hỏi ông vì sao cho rằng phụ nữ không cần ở nhà. Ông trả lời rằng có những người phụ nữ rất ưu tú, nếu như ở nhà thì thật là lãng phí, nên ra ngoài cống hiến cho xã hội. Sau đó, vị thầy hướng dẫn cũng không đưa ra kết luận cuối cùng cho ông, mà thầy chỉ nói rằng kỳ thực, người phương Tây chúng tôi vẫn cho rằng phụ nữ nên ở nhà. Bởi vì nếu cô ấy ở nhà là một người mẹ tốt, thì tương lai con trai, con gái của cô ấy sẽ cống hiến càng lớn hơn cho xã hội. Ngược lại, nếu như giao con cái cho trường mẫu giáo, rồi mình ra ngoài làm việc, có thể sẽ kiếm được tiền, hoặc là có một ít cống hiến, nhưng thế hệ sau của cô ấy có thể sẽ bị hủy hoại. Vì sao thế? Bởi vì một người mẹ ở nhà đều dồn hết tinh thần, sức lực cho một đứa con, hai đứa con. Thế nhưng ở trường mẫu giáo, các giáo viên mầm non phải chăm sóc tới 30 cho đến 40 em học sinh. Tinh thần và sức lực của các cô không thể như người mẹ kia dốc toàn lực, toàn tâm mà chăm sóc. Giám đốc Lý mỗi lần gặp tôi đều rất cảm khái mà nói rằng nếu như tôi biết được sự khác biệt vai trò giữa nam và nữ, hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc phụ nữ ở nhà dạy con, thì năm xưa tôi đã không có quan điểm như thế. Cho nên, nếu như chúng ta chân thật hiểu rõ địa vị quan trọng của người phụ nữ, thì chúng ta hãy tự mình nghĩ xem làm thế nào có thể đem tinh thần, sức chú ý đặt ở gia đình, đem việc giáo dục con cái đặt vào việc bồi dưỡng đức hạnh của người làm mẹ. Như vậy thì gia đình sẽ rất an ổn, những vấn đề trong quan hệ vợ chồng chắc chắn sẽ được giải quyết. Tôi còn nhớ một lần, để chuẩn bị cho bài giảng, tôi đã tra thông tin về tỷ lệ ly hôn. Không ngờ rằng tỷ lệ ly hôn hiện nay lại cao như vậy. Đại Liên đứng thứ 10, các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến đều đứng hàng trên cùng. Thành phố càng nhỏ thì có vẻ như phong hóa người dân ở nơi đó càng đôn hậu hơn, tốt hơn một chút. Thành phố càng lớn thì càng thoáng, càng tự do, nên có sự phóng túng về phương diện này. Chúng ta nghĩ, nếu như mỗi đất nước giống như một cơ thể con người, thì mỗi gia đình giống như một tế bào bên trong cơ thể. Tế bào đều hư hỏng thì cơ thể nhất định có vấn đề. Chúng ta hiện nay đề xướng hài hòa xã hội. Hài hòa xã hội nên làm từ đâu? Phải làm từ việc hài hòa gia đình. Hài hòa gia đình bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ người phụ nữ hài hòa thân tâm của chính họ. Vấn đề thứ hai tôi muốn chia sẻ với mọi người là làm thế nào tận bổn phận của chính mình. Cần phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây chính là con đường để thành tựu mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Con đường này có thứ lớp của nó. Tôi cũng đã viết một câu rằng hài hòa xã hội bắt đầu làm từ nữ đức. Tôi cảm thấy rằng nếu như mỗi người phụ nữ đều rất lương thiện thì phong khí xấu của xã hội sẽ dễ dàng được chuyển đổi. Thời gian trước, Bắc Kinh đã chấn chỉnh lại những chốn ăn chơi đồi trụy. Rất nhiều người thảo luận ở trên mạng. Có người gọi họ là những phụ nữ sa ngã. Có rất nhiều cách gọi. Tôi cảm thấy bài thảo luận này chỉ nói đến cái tên gọi bên ngoài, danh xưng không quan trọng. Quan trọng là họ vì sao lại làm như thế? Điều gì đã thúc đẩy họ làm như vậy? Phải nắm vấn đề từ căn bản. Người phụ nữ làm ra việc này là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì tiền, vì lợi.
Nguyên nhân thứ hai có thể là do tâm dâm dục thúc đẩy. Đại đa số đều vì lợi. Nếu như vì lợi mà làm thì phải giáo dục họ. Nếu như không giáo dục thì họ sẽ gây chuyện, không chỉ ở trên vấn đề này mà ở các vấn đề khác cũng có chuyện. Nếu không thì sẽ không có những sự việc như làm sữa bột giả, thuốc giả, đều là bị cái lợi sai khiến. Thế nên sau khi đã tìm ra được căn nguyên thì phải bắt tay làm từ giáo dục. Tôi thường nói nhiều lần với nhân viên của tôi rằng mọi người muốn phát tài rất tốt, tôi không khuyên mọi người đừng phát tài. Thế nhưng các bạn phải biết làm thế nào phát tài một cách an toàn nhất. Cái gì là gốc rễ căn bản của tài? Cái thuộc về bản chất là gì? Nếu không biết thì bạn cầm tiền trong tay cũng sẽ không vui. Tôi bảo nhân viên rằng khi làm ra sản phẩm nên in 4 chữ Đức Vi Tài Thổ, nghĩa là đức hạnh là mảnh ruộng sinh ra tài, vào phần đáy bằng thủy tinh của sản phẩm. Làm như vậy để khiến cho nhân viên và khách hàng niệm niệm đề khởi việc tu dưỡng đức hạnh của mình. 4 chữ này bắt nguồn từ câu nói Đức là gốc, tài là ngọn của sách Đại Học. Đức Vi Tài Thổ, lấy một cây đại thụ làm ví dụ. Cái cây này đại biểu cho tài phú. Bạn rất muốn phát tài, mong cho cây lớn lên tươi tốt. Vậy thì cây này phải có rễ, không thể hạ công phu ở trên cành lá. Bạn mỗi ngày tỉa cành, tỉa lá, mỗi ngày tưới nước bón phân thì cây này cũng chẳng thể tốt lên được. Quan trọng là phải từ rễ mà chăm bón. Rễ là gì? Rễ chính là đức hạnh của chúng ta. Gốc rễ của đức hạnh là gì? Là hiếu đạo. Vì vậy, người xưa có nói, người trung thành, liêm khiết từ hiếu thảo mà ra. Bạn muốn tìm thanh quan, liêm tướng, tìm kiếm hiền tài thì phải tìm từ gia đình có người con hiếu thảo. Đạo hiếu của chúng ta đã thiếu sót từ rất lâu rồi. Một người đối với cha mẹ không ra gì thì sao có thể mong người đó đối xử tốt với khách hàng, với bạn bè, với ông chủ? Không thể nào. Tôi xem rất nhiều báo cáo ở trên mạng, rất là cảm khái. Cái gốc rễ này là giáo dục, gọi là kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Nếu như mỗi ngày đều cho họ sự giáo dục lương thiện, họ hiểu đạo lý này rồi, đã hiểu rõ căn nguyên rồi thì sẽ tự nguyện buông xuống, rồi sau đó sẽ đi làm những việc thật sự có lợi cho bản thân và xã hội. Tôi đã gặp những phụ nữ như vậy. Họ đã sám hối trong nhóm văn hóa truyền thống của chúng tôi, phản tỉnh lại mình, đã vì tiền mà làm gái bán hoa. Khi họ hiểu rõ đạo lý này thì tự động bỏ nghề, đồng thời còn đồng ý đem tài sản của chính mình dùng vào những việc tốt trong luận đàn công ích văn hóa truyền thống. Bạn thấy, khi họ đã hiểu rõ đạo lý này rồi, không cần phải bức ép họ, họ vẫn làm một cách rất tự nguyện, vui sướng. Thế nên, điều mà chúng ta hiện nay thiếu là gì? Là giáo dục. Chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi lòng người, mới có thể khiến cho mọi người tự nguyện đi làm việc thiện. Như vậy, phong khí xã hội mới chuyển biến. Thời đại Minh Thanh có một thiên văn chương là Khuê Huấn Thiên Tự Văn, truyền về giáo dục con cái. Phần mở đầu có một câu: không tu thân sao có thể tề gia, không tề gia sao có thể trị quốc, không trị quốc sao có thể bình thiên hạ. Lòng người ngày càng bạc bẽo, phong tục ngày mỗi suy vi là do cớ đó mà ra. Người làm cha mẹ thời nay, dù cho giàu nghèo khác biệt, nhưng vẫn còn biết giáo dục con em của mình. Thế nhưng, việc dạy dỗ người nữ ít có người nói đến, nên về sau trong thiên hạ mới có người nữ ương bướng, đố kỵ, cũng do từ đầu không có phụ nữ hiền đức, không hiểu lễ nghi, chẳng trách ngày càng xa rời thiên tính. Dạy ra người phụ nữ hiền đức nên bắt đầu dạy từ đâu?
quan trọng chính là tu thân. Phụ nữ nên tu thân như thế nào? Trước tiên phải xem tu thân là gì. Tu thân phải cần cách vật. Cách vật mới có thể trí tri. Hai từ cách vật này có hàm nghĩa gì? Cách có nghĩa là chiến đấu. Vật chính là dục vọng. Phải chiến đấu với dục vọng của chúng ta. Đây là việc rất khó. Trong một lần giảng bài, tôi gặp phải một thính giả. Sau khi tôi giảng xong thì cô ấy bước lên. Cô nói tôi giảng rất hay. Tôi cũng rất muốn được như cô, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy mình không có thời gian. Tôi hỏi cô ấy, có phải chị làm việc bận lắm phải không? Cô ấy nói, tôi không đi làm. Điều kiện gia đình của tôi rất tốt. Trong nhà còn có người giúp việc nhà. Tôi hỏi, vậy chị bận việc gì? Tôi mỗi tuần có hẹn gặp gỡ bạn bè, định kỳ còn hẹn đi tắm hơi, mỗi ngày còn tập yoga, còn đi thẩm mỹ viện, dạo phố, mỗi tháng còn đi du lịch nước ngoài. Thời gian rất eo hẹp. Một mình tôi dạy con cái học kinh điển, thật không có thời gian. Cô ấy hỏi, cô có thể giới thiệu cho tôi một cô giáo được không? Tôi gửi tiền cho cô ấy, tìm cô giáo về nhà dạy. Sau đó tôi đã nói với cô, một người làm mẹ, nếu như không học, chỉ mong thông qua tiền tìm người dạy con mình học, thì cái học được chỉ là cách học ghi chép, chỉ là tri thức sách vở mà thôi. Còn trẻ có nhận được lợi ích hay không? Không có lợi gì cả. Bởi vì chúng mỗi ngày ở nhà đều nhìn thấy một cuốn sách giáo khoa sống động. Giáo trình nữ đức, giáo trình đệ tử quy chính là cha mẹ chúng. Đặc biệt là khi người mẹ mỗi ngày ở nhà, cha thì rất bận nên còn tốt một chút. Nó nhìn thấy mẹ diễn đệ tử quy như thế nào, biểu diễn nữ đức ra sao, biểu diễn văn hóa truyền thống như thế nào. Rồi nó nói với cô giáo rằng, lời trong sách không giống với những gì đang diễn ra. Những thứ trong sách là tri thức chết, không có tác dụng gì, bỏ qua một bên. Thứ thọ dụng từ cuộc sống mới quan trọng. Sau đó cô ấy nói, tôi thật sự không có thời gian. Thật đó, tôi không làm được. Tôi nói, vậy thì thật là tiếc. Giống như một ly nước vậy. Bên trong ly nước hiện giờ là nước bẩn, mà chị không nỡ đổ nó đi thì làm sao mong có thể chứa thêm nước trong được? Không thể chứa được. Sau đó cô ấy bỏ đi, không nói lời nào. Trong lòng tôi cảm thấy người trong xã hội hiện nay không đành lòng buông xuống dục vọng và sự hưởng thụ của chính mình. Con đường học vấn rất gian khổ. Bản thân mỗi ngày ở nhà, nhất là lúc mới bắt đầu, không cảm nhận được niềm vui học tập. Thế nên cần phải có sự kiên trì. Hơn nữa, khi học đến một trình độ nhất định, lúc học lên cao vẫn có thể có phiền não, vẫn cần phải có sự khắc phục và đột phá, giống như vượt qua nút thắt cổ chai vậy. Tôi cảm thấy then chốt là ở người làm mẹ có tầm hướng thượng và ý chí xa rộng hay không. Nếu như muốn bồi dưỡng con cái thành thánh hiền, thì người làm mẹ nhất định có thể khắc phục được trăm ngàn gian khó. Người làm mẹ có tâm yêu thương con cái một cách nhân từ thực sự hay không? Nếu như thực sự có tâm yêu thương, thì nhất định có thể chịu đựng cái khổ này, nguyện vì con cái mà buông xuống một số hưởng thụ cá nhân. Vì vậy, sự vĩ đại của người mẹ là ở chỗ có thể buông xuống tự tư, tự lợi, thành tựu chính mình, đồng thời cũng thành tựu cho con cái. Cái cửa ải tự tư, tự lợi này, bản thân tôi đã từng thể hội qua. Trước đây, tôi cũng giống như cô ấy. Thích đi dạo phố mua sắm, có những hưởng thụ như thế, đồng thời cũng có điều kiện để làm. Thế nhưng, tôi phát hiện thấy con cái ngày càng khó dạy, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Lúc đầu, tôi rất tức giận, cảm thấy việc này không có liên quan gì đến tôi. Sao con cái lại trở nên như thế chứ? Lúc nhỏ tôi đâu có như vậy. Tôi thật sự học đệ tử quy, văn hóa truyền thống từ tháng 4 năm ngoái khi bắt đầu dạy con.
Tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó tôi còn chia sẻ với con. Hai mẹ con chúng tôi ngồi trên giường, mỗi người cầm một cuốn Đệ Tử Quy. Tôi nói, từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ cùng học tập với con. Sau đó, trong nhà đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Sau khi hai cô bảo mẫu nghỉ việc vào năm nay, tôi bắt đầu tự mình làm việc nhà, bắt đầu nấu ăn, bắt đầu buông xuống rất nhiều thời gian giải trí của riêng mình. Đến sau cùng, hoàn toàn không có nữa, cùng với con mà trưởng thành. Mỗi ngày, tôi để tâm đến từng ly, từng tí thay đổi của con. Con trai lớn của tôi lúc đầu viết chữ rất ẩu, rất tệ. Chữ viết bay nhảy lung tung, thầy cô của nó cũng rất mệt mỏi. Bắt đầu từ năm ngoái, tôi kèm con luyện chữ. Hiện giờ nó viết chữ rất đẹp. Ngày nọ, nó nói với tôi, mẹ ơi, kiểm tra cuối kỳ tiếng Anh đối với con không thành vấn đề. Được 100 điểm toán không thành vấn đề, nhưng ngữ văn thì còn kém một tí. Hai ngày trước con được 99 điểm. Cái một tí này của nó chính là riêng về việc viết chữ vẫn còn phạm quy một chút. Nó nói, con nhất định sẽ nỗ lực. Năm ngoái vừa mới đi học, điểm vỡ sạch chữ đẹp của nó, cả lớp chỉ có 3 cuốn tập bị trừ điểm vỡ sạch chữ đẹp, trong đó có con trai tôi. Năm nay, nó đã nói với tôi rằng, mẹ ơi, con không còn bị vấn đề này nữa rồi. Đây là kết quả của việc người làm mẹ đã buông xuống chính mình để cùng con trưởng thành. Thế nên, việc đầu tiên của tu thân là phải buông xuống dục vọng của chính mình. Thế nhưng, buông xuống dục vọng, chúng ta gọi là cách vật. Phía trước cần phải có điều gì? Nhất định phải có lòng tin kiên định. Sức mạnh của niềm tin này phải rất lớn. Hai ngày trước, tôi đọc một thiên văn chương. Lúc đọc xong đã khóc. Quả thực rất là xúc động. Đó là bài viết của Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm với tiêu đề Hãy suy nghĩ giống mẹ, hành động giống mẹ. Ông kể về cuộc đời ông đã chịu sự ảnh hưởng của mẫu thân như thế nào. Niềm tin của mẹ ông cực kỳ kiên định, không hề lay động. Ví dụ lúc ông còn đi học, bị người khác đả kích. Khi về nhà, tâm trạng rất sa sút bởi vì có người đã phỉ báng mẹ của ông, đồng thời còn đánh ông. Ông về nhà kể cho mẹ nghe. Kết quả, mẹ của ông sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện xong đã nói với ông câu nói thế này. Con à, con cần phải học nhẫn nại. Sau này trên thế gian còn có những việc oan ức hơn. Con cũng phải biết nhẫn nại. Có thể nhẫn đến sau cùng thì con sẽ chiến thắng. Câu nói này đã ảnh hưởng cả đời của ông. Cho nên, từ đó về sau, bất kỳ sự việc nào kích động ông đều nhẫn nhịn. Lời nói của mẹ không ngừng vang vọng bên tai. Bà chỉ là một người mẹ rất đỗi bình thường. Mẹ của ông là một phụ nữ nông thôn, thế nhưng đã thành tựu cả cuộc đời ông ấy. Mẹ của ông có niềm tin vào Cơ Đốc giáo, bà đọc Thánh Kinh. Vì vậy, tôi cảm thấy lòng tin của người mẹ, tấm lòng rộng lượng của người mẹ có thể thành tựu rất nhiều sự việc. Có thể bạn cảm thấy đó chỉ là một câu nói thoáng qua, nhưng thật sự đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người con. Ví dụ, một người mẹ khác buộc miệng nói, chiếc xe hơi của người ấy thật là đẹp, bộ quần áo hàng hiệu đó đẹp quá. Con cái của họ nghe thấy, rồi bất giác sẽ đặt dục vọng vật chất ở vị trí số 1. Đứa con đó sẽ nghĩ, mẹ của mình khen nức nở như vậy, nghĩa là món đồ đó rất tốt. Trong tâm con trẻ sẽ khởi lên sự truy cầu đối với những vật chất này. Ngược lại, nếu như bạn không màng đến những thứ như vậy, không cảm thấy hưởng thụ vật chất là hay, là tốt, mà vô cùng khen ngợi đức hạnh của người khác, thì một cách âm thầm, bạn đã dạy con làm thế nào để góp nhặt tích lũy phúc báo của chính mình. Cuộc đời của chúng sẽ có thể gặp kiếp, tránh hung. Đây là sự đảm bảo bình an cho cả đời con cái. Vô hình chung, con của bạn sẽ xem trọng phẩm đức của chính mình, giữ mình trong sạch. Cho nên, một người mẹ tốt quả thật giống như kim chỉ nam trong gia đình.
cách vật trí tri, rồi mới có thể thành ý chính tâm. Đây chính là căn bản của việc tu thân. Khi tôi xem lá thư của Ngài Tổng thống viết cho người mẹ quá cố của ông, có một đoạn đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Ông nói có một lần ông vì một số việc mà bị bắt giam, mẹ của ông đã đi thăm ông. Ông nghĩ rằng mẹ ông sẽ tức giận, sẽ phê bình ông. Thế nhưng khi mẹ đến thăm, không hề nói với ông một câu. Sau khi yên lặng một hồi lâu, mẹ của ông đã rất bình tĩnh mà nói ba câu. Thực ra là hỏi ông ba câu hỏi. Câu thứ nhất là: con đã học tập chưa? Câu thứ hai là: con đã cầu nguyện chưa? Câu thứ ba là: con đã đọc kinh thánh chưa? Hỏi xong ba câu đó, bà nói: mẹ tin tưởng con cứ kiên trì làm những điều con cho là đúng. Vậy là xong. Bà đã không nghe câu trả lời mà đứng lên đi. Ông im lặng nhìn mẹ. Ba câu hỏi của mẹ ông là câu nói dài nhất, thấm đẫm nước mắt. Tôi tin rằng đây là ba câu nói có thể ảnh hưởng đến cả đời của ông. Ý nghĩa của ba câu này rất là sâu xa. Phải học làm người. Người không học thì không biết đạo lý. Làm người cần có tâm niệm tốt. Tâm tốt thì mạng mới tốt. Làm người cần có tín ngưỡng. Có tín ngưỡng thì mới có yêu thương. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn tiếp theo của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ giới. Phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Người giảng: cô giáo Trần Tịnh Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm. Hết một báo thân này, sanh qua nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Love.